Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2022. Mình có về rất là nhiều hàng đai châu và hồ điệp. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nói qua chút xíu về đai châu nha các bạn nhé. Hàng về rất là nhiều, khá nhiều các bạn. Thì đây là lô đai châu Thái lá mít xếp, bên mình bán với giá là 150 ngàn một chậu. Và nếu các bạn mà mua 5 cây thì bên mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mà mua dưới 5 cây thì phí ship là 30 ngàn các bạn nhé. 1 cây mình cũng ship, 2 cây, 3 cây, 4 cây mình cũng ship nhé. Thì mình sẽ nói qua cho các bạn về cây như thế nào. Đai châu Thái thì bên mình là cái lô này là hàng đặt chai, hàng trồng tại Việt Nam. Nên nó rất là nhiều màu, rơi vào khoảng độ là 8 đến 9 màu các bạn nhé. Đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, xanh táo và màu rừng ấy các bạn. Cây rất là đẹp, cây 4 cặp lá trở lên, hàng lá mít xếp, trồng tại Việt Nam nên có thường thường sẽ có rất nhiều bụi rễ xanh. Lô này màu lộn xộn thì mình chỉ cố lựa màu được cho các bạn, đó chính là dựa trên cái cổ lá này này, màu sắc khác nhau, cổ lá nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là cây màu trắng thì cổ lá nó sẽ, đây là cây cơ cổ lá này nó sẽ không có, nó chấm li ti thì tỷ lệ ra màu đỏ rất là cao. Còn cây này, cây màu cổ đỏ này sẽ ra được hai màu khác nhau này này. Và mình sẽ lựa cho các bạn cái cây nó cổ đỏ. Ví dụ như cây này cổ đỏ nữa này thì nó sẽ ra ba màu khác nhau. Và cái cổ màu trắng nữa. Nó sẽ ra rất là nhiều màu khác nhau nhé. Nếu các bạn mà mua combo 5 cây, mình sẽ lựa cho các bạn 5 màu lộn xộn thì mình sẽ bao ship cho các bạn là 750 ngàn. Hàng này là lá mít xếp các bạn nhé. Lá mít xếp, mít, lá ngắn, bự, lá xếp và kẻ lá khít lại với nhau. Thì bên mình bán với giá là 150 ngàn. Còn về kích thước cây đó, thì là bản lá rộng là từ đầu lá bên này và đến đầu lá bên này nó rơi khoảng độ là từ 23 cho đến 30cm. Cây này là khoảng cách là 25cm này. Là đúng rồi, 1, 2, 3, 4 cặp lá. 1, 2, 3, 4 cặp lá. Thì rất là đẹp. Các bạn nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán, nhưng bên mình không có nhận chuyển khoản nhé. Cứ nhận hàng kiểm tra đẹp thì lấy, mà xấu thì các bạn gửi về. Cây rất là đẹp. Ngoài ra thì mình có về một ít hồ điệp nữa. Lô này về hồ điệp rất là đẹp. Bên mình combo cho các bạn 5 màu khác nhau. Riêng hồ điệp thì giá là 65 ngàn một chậu và mua 5 cây bên mình sẽ bao ship. Hồ điệp thì là combo 5 cây 5 màu thì là 325 ngàn bao ship các bạn nhé. Cây rất là đẹp. Các bạn thấy này, bộ rễ rất là xanh này, khỏe ạ. Các bạn thấy bộ rễ xanh không? Đó, hồ điệp rất là đẹp. Mình sẽ lựa cho các bạn nhiều cây, cây sẽ có nhiều cặp lá này. Sẽ có nhiều, rất là nhiều cây có nhiều cặp lá. Đó, các bạn nhìn rõ không? Đây, cây này cổ lá trắng này. Cây này cổ lá tím này. Cây này cổ lá đỏ này. Mình sẽ lựa thêm cho các bạn thật là nhiều nhé. Ví dụ cây này này, củ lá nó đỏ thì sẽ sổ ra nhiều màu. Đó, cây rất là đẹp. Có rất là nhiều cây, có nhiều cặp lá nhé. Hàng này về rất là đẹp. Đây, lá tròn này. Đó, lá tím này. Các bạn thấy không? Đó, lá tím này, lá trắng này, tím nhẹ này. Còn về màu sắc thì có rất là nhiều màu, đầy đủ màu. Màu cam, màu bò sữa, màu xanh táo, màu đột biến, trắng chớp. Và bên này cũng vậy, có là màu vàng, vàng 2035, trắng lưới đỏ, màu đột biến, màu đỏ ớt, màu xanh táo, màu hồng, rất là nhiều màu. Lô này màu lộn xộn, hồ điệp thì nó rơi vào khoảng độ là hơn 10 màu các bạn nhé. Hơn 10 màu, mình sẽ lựa. Đây này các bạn xem qua đây này, cái cây của nó đó, cây hồ điệp đó, cây nó màu sắc khác nhau thì cổ lá nó sẽ khác nhau nhé. Cổ lá này này, ok, này bị gãy rồi, mình trả sang một bên nhé. Cây này mình không ship hàng nhé. Ví dụ như là cây này đi, các bạn để ý kỹ nhé. Cổ lá trắng này, cổ lá tím này, cổ lá chấm đen này, đó, cây này tím đậm này, cây này rất là nhiều cặp lá, lá em này lá tròn nhé, cây này lá dài này, bạn thấy lá dài này. Cái lá trắng tinh luôn này, đó. Tất cả
đây là hàng Đài Loan, vỏ rễ xanh. Vỏ rễ rất là xanh. Vỏ rễ xanh các bạn này. Vỏ rễ xanh. Về các bạn chỉ cần bỏ cái cốc mổ ra các bạn nhé. Về các bạn bỏ cái cốc mổ ra không, chúng ta chèn bằng than, chúng ta trồng thì nó sẽ rất là khỏe mạnh. Thấy cây lô này về rất là đẹp. Lô này mình tin chắc rằng nó sẽ làm cho các bạn hài lòng mà thôi. Bởi vì sao? Nhiều người cứ sợ là mua hàng bên mình có một màu đấy, mình xin chia sẻ cho các bạn là như thế này này. Bên mình không có bán hàng một màu nó chỉ là cái hàng Trung Quốc thôi. Và mình bán hàng thường thường mình nhập rất là nhiều ở nhà vườn khác nhau. Một lô này có thể là về cái chỗ này là về được khoảng độ là mình lấy của ba nhà vườn khác nhau đấy các bạn. Ba nhà vườn khác nhau nên vì vậy mà củ lá nó sẽ khác hoàn toàn, nó ra rất là nhiều màu sắc cho các bạn này. Củ trắng này, củ tím này. Đó. Lá tròn này. Lá dài này. Đó. Nên các bạn khá là yên tâm mua hàng bên mình nhé. Cây rất là đẹp. Combo 5 cây 5 màu. Nếu các bạn mà mua 10 cây, mình sẽ lựa được cho các bạn 10 màu. Cây khá là đẹp đúng không các bạn? Rất là đẹp. Bộ rễ xanh. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn đây châu Thái và rất là nhiều. Đây là hàng mình bọc đóng hàng cho khách này, mình bọc báo để cho các bạn nhận hàng nó không bị hư hại này. Đó chính là bọc báo về đây châu là nhiều. Và đây là hồ điệp về khá là nhiều các bạn nhé, hàng rất là đẹp. Bảo hành cho các bạn đây chính là những cây hồ điệp Đài Loan, những cây đã cắt ngồng. Chúng ta mang cái cây này về chúng ta trồng thì Tết sẽ cho ra bông. Cây các bạn nhìn thấy đã. Bộ rễ xanh nhé. Cây đã. Khá là đẹp. Các bạn nhìn thấy đã. Lô này về nhiều màu lắm, hơn 10 màu đấy các bạn à. Bởi vì mình mix của 3 nhà vườn. Mình lựa 3 nhà vườn khác nhau để về cho các bạn thật là nhiều màu sắc. Nhìn rất là đẹp. Đã chưa? Nè. Quá đã đúng không? 10 màu cho các bạn là cái chắc chắn. Ôi trời ơi. Có những cây nó nhìn nó rất là dị, trông như cái đai châu vậy đó các bạn này. Ôi trời ơi. Cái cây này nó ra rất là nhiều rồi, chắc cây này mình không ship đâu, mình để lại thôi. Bởi vì rằng là cái này nó dễ bị tét lá quá. Khiếp nhỉ, có cây hồ điệp này. Dữ dằn nhỉ. Mình sẽ ship cho các bạn những cây như thế này nhé các bạn nhé. Đầy đủ màu khác nhau. Trắng, cam, vàng, tím, bò, sữa, chớp. Bộ rễ xanh này. Chúng ta mua lan, chúng ta để những bộ rễ xanh này và trồng nó sẽ rất là khỏe mạnh. Rất là dễ trồng. Hàng Đài Loan rất là dễ trồng các bạn nhé. Cây màu vàng này. Vàng 2035. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn đai châu và hồ điệp. Lô này về khá là nhiều và hàng rất là đẹp. Các bạn thấy đấy. Các bạn nếu mà thích hồ điệp thì mua hồ điệp. Các bạn thích đai châu thì mua đai châu. Hoặc có thể các bạn mua combo là cả hồ điệp cả đai châu. Miễn là 5 cây. 3 hồ điệp hoặc là 2 đai châu hoặc là 3 đai châu hoặc là 2 hồ điệp. Thì bên mình sẽ miễn tiền ship vận chuyển cho các bạn nhé. Đai châu thì là 150 ngàn. Còn hồ điệp là 65 ngàn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lô này đẹp lắm đấy các bạn à. Mình rất là ưng. Hàng rất đẹp. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn nhá.